Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản, vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore. Kim ngạch xuất khẩu của thủy sản Việt Nam vào thị trường Singapore trong 3 tháng đầu năm nay đạt hơn 24 triệu đô la Singapore, tăng hơn 3% và chiếm khoảng 8,5% thị phần tại Singapore. Thế mạnh của thủy sản Việt Nam là các sản phẩm cá phi lê đông lạnh và cá chế biến. Xếp trên Việt Nam trong số các nước dẫn đầu về xuất khẩu thủy sản vào Singapore là Malaysia, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc. Thương vụ Việt Nam tại Singapore vừa thông tin, cơ quan quản lý thực phẩm Singapore thông báo về việc thu hồi một số sản phẩm thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam. Các sản phẩm này có chứa trứng, được coi là một trong những thành phần gây dị ứng cho người sử dụng, nhưng không được ghi chú trên nhãn mác của sản phẩm. Phóng viên Hữu Hưng thông tin chi tiết từ Singapore. Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore cho biết đã phát hiện có trứng cho thành phần của sản phẩm nem cuốn hải sản Lichuan 750g, dim sum tôm Bibigo's Mandu 350g và Mini Mandu. Các sản phẩm này hiện đang được bày bán trên thị trường Singapore, nhưng nhãn mác không ghi rõ có trứng cho thành phần của sản phẩm. Trứng được coi là gây ra một số phản ứng không tốt đối với một số người bị dị ứng với loại thực phẩm này. Theo quy định về thực phẩm của Singapore, các loại sản phẩm thực phẩm có chứa bất kỳ thành phần nào có thể gây mẫn cảm cho người tiêu dùng đều phải được ghi rõ trên bao bì thực phẩm để bảo vệ người tiêu dùng. Hiện tại, hai công ty nhập khẩu đang phải tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nói trên tại thị trường Singapore. Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam để đảm bảo xây dựng được cái uy tín và cái hình ảnh của doanh nghiệp Việt Nam khi mà xuất khẩu vào thị trường Singapore, thì chúng tôi khuyến cáo các doanh nghiệp phải đặc biệt lưu ý các cái sản phẩm đóng gói phải có đầy đủ nhãn mác bằng tiếng Anh, trong đó các cái thành phần của các cái sản phẩm thực phẩm là phải ghi đầy đủ, đặc biệt là những cái thành phần mà có khả năng gây mẫn cảm. Đây là quy định của địa bàn. Cũng theo thương vụ Việt Nam tại Singapore, để tiếp cận tốt thị trường, tăng thị phần và tạo uy tín thương hiệu sản phẩm đối với người tiêu dùng tại Singapore, các doanh nghiệp Việt Nam nên thường xuyên cập nhật thông tin và tuân thủ nghiêm túc các quy định của nước sở tại. Thương vụ Việt Nam tại Singapore sẵn sàng là đầu mối để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong vấn đề này. Hữu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam thường trú tại Singapore.